Rồi thôi, cái vị này là đặt câu hỏi về các cái tâm chánh niệm trong bát chánh đạo. Phải nói là sư cũng không biết tóm tắt như thế nào luôn á. Nên thì câu hỏi là trong cuộc sống hàng ngày, người Phật tử tại gia làm sao thực hành những niệm kể trên để nó là chánh niệm trong bát chánh đạo. Rồi, về câu hỏi này thì mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì cái trọng tâm câu hỏi này á, là cái vị này hỏi là: Bạch sư, theo A Tỳ Đàm, niệm là thiện, ở đây đúng. Theo tạng kinh, niệm có tà niệm, đúng. Nghĩa là trong tạng kinh cũng có nói về cái tâm, cũng có nói về cái tà niệm, thưa vị. Hay là nói đúng đắn hơn là bát chánh đạo thì có nói về cái bát tà đạo, thưa vị. Thì ở đây cái vị này hỏi là, nghĩa là có lẽ ở đây là vị này là nghĩ theo ý mình. Ý mình là sao? Là nhưng theo con chưa chắc, đó là cái nghĩa là cái việc mà chủ ý kiên nè, 10 điều bất thiện nè, 10 sanh thiện nè, 40 điều mục thiện nè, thì mới gọi là chánh niệm. Còn nhưng theo con, cái đó chưa chắc gọi là chánh niệm như bát chánh đạo, vì bố thí khác nhau đó. Vậy thì hỏi là trong cuộc người Phật tử tại gia thực hành niệm kể trên đó, thế nào gọi là chánh niệm cho bát chánh đạo? Đầu tiên nói về bát, nói về chánh niệm, thưa vị. Chánh niệm bát chánh đạo, nếu mà nói đúng nghĩa nha, đúng nghĩa thì khi mà gọi là thực hành mà chánh niệm đúng nghĩa trong bát chánh đạo, thưa vị, đó là vì thực hành thiền tứ niệm xứ đó, thiền tứ niệm xứ đó, hay có nhiều tên khác là gọi là thiền vipassana, hay là gọi thiền chánh niệm luôn cũng được. Còn khi mà nói là thực hành mà chánh niệm đúng đắn nha, là nó có nhiều cấp độ, nhưng mà ở đây cấp độ mà chưa nói chuẩn nhất á, chuẩn nhất trong cái chi phần mà bát chánh đạo, đó là khi hành giả gọi là trải nghiệm được, hiểu được cái tự tại thứ tư, tỉnh xác thứ tư, đó tại sinh diệt đó, thì cái đó mới đúng nghĩa là gọi là đang thực hành tứ niệm xứ, hay là đang thực hành thiền vipassana đúng nghĩa nha. Quý vị có thể xem qua nhiều tài liệu của các ngài thiền sư, giống như ngài thiền sư Ba Ốc, ngài thiền sư Mahasi, ngài thiền sư Pandita, ngài thiền sư Silán Đá, vân 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 đó, quý vị cái đối chiếu cái lời sư nói có đúng không? Đó là cái thứ nhất. Còn thứ hai là cái vấn đề mà ở đây trọng tâm là cái vị này hiểu sai về tà niệm. Tà niệm á là như vậy, thưa vị. Nếu mà để hiểu được á, cái tà niệm á, đúng tinh thần, đúng nghĩa là tà niệm theo tinh thần kinh tạng á, như thế nào á, thì xem cho sư cái quyển mà giảng giải kinh đoạn giảm của ngài Mahasi, Siêu Pháp Thông Dịch, thì trong đó ngài Mahasi mô tả về cái tà niệm rất là rõ. Ở đây thì sư chỉ xích chích cái phần này nè, cho vị hiểu là như vậy, đơn giản như vậy thôi ha, tại vì nó rất là dài mà cái số lượng câu hỏi quá nhiều nên vị hoan hỷ không. Thì trong đây ngài Mahasi mới nói gì nè: một số vị sư, có nghĩa là một không phải vị sư mà một số vị hành giả đó, có nghĩa là khi mà hành thiền đó, hay nghĩ đến cha mẹ thân quyến quê hương và bạn bè của họ lúc ấu thơ, họ nhớ lại những ngày tháng còn là người tại gia cư sĩ của họ, những điều họ phải làm và vân 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 gì đó, tất cả những cái hồi nhớ về quá khứ này nè, gọi là tà niệm đó. Rồi ở đây ngài Mahasi có chốt một câu như vậy để cho mình hiểu cái tà niệm là sao. Tại vì khi mà nói về bát chánh đạo thì có cái bát tà đạo á, thì nó cũng có những cái tâm sở tương ưng, thưa vị, giống như là chánh kiến đi, tâm sở mà chánh kiến á, đó chính cái chánh kiến á, đó chính là tâm sở trí tuệ. Còn cái tà kiến ngược lại nha, ngược lại gọi tà kiến á, thì có đó là tâm sở tà kiến trong tham phần. Rồi lại là chánh tư duy thì có
đối nghịch đó là tà tư duy. Thì cái tánh chánh tư duy đó, tâm sở đó, nó chính là tâm sở tầm. Tâm sở tầm đi với cái nhóm, đi với cái bọn mà bất thiện. Còn tà tư duy đó, tâm sở tầm đi với cái bọn bất thiện. Nghe chánh tư duy thì là tâm sở tầm đi với nhóm thiện quý vị, còn mà tà tư duy là cái tâm sở tầm đi với nhóm bất thiện. Thì tương tự như vậy á, nhưng mà đặc tính á, nhưng mà riêng thằng niệm này, cái tâm sở niệm lại khác nha. Cái chánh niệm á chính là tâm sở niệm, nhưng mà thì ở đây quý vị đã nói nè, đúng là như vậy, có nghĩa là cái chánh niệm tính là tâm sở niệm, nhưng mà cái tà niệm á thì ngài Ma-xi nói là sao? Ngài Ma-xi nói là trong phân tích cùng tột của cái tâm sở tà niệm á, thì không phải là một yếu tố tâm sở rõ ràng và riêng biệt. Nói đúng hơn, nó là một nhóm những tâm sở bất thiện dưới hình thức của những ký ức về những điều trần tục và bất thiện trong quá khứ. Đó. Cho nên chúng ta phải bật biệt rạch rồi nha. Đã nói là chánh niệm thì nó là tâm sở niệm, nó thuần túy phải là niệm, nó đi kết hợp với những cái tâm sở thiện. Và nó nằm trong nhóm mà tâm tâm tịnh hảo thưa vị, tâm đại thiện đó, tâm xin lỗi vị, là tâm đại thiện đó. Ở đây còn mình không thể suy luận là cái tâm tà niệm là nó giống như vậy, mình nói nó vậy, nói là mình nói là cũng nghĩ nghĩ là rằng á, cái tâm sở mà tà niệm á, tức là gì đây, đây đây nói nè, là nhưng theo con chưa chắc đã là chánh niệm trong Bát Chánh Đạo đó, thì cái này phải xem lại nha. Đó, sư nhấn mạnh cho quý vị hiểu như vậy. Nếu mà nói tà niệm thì rõ ràng á, đây là Ma Si ngài nói là phân tích cùng tột, tà niệm không phải là một yếu tố tâm sở rõ ràng và riêng biệt. Nói đúng hơn, nó là một nhóm những tâm sở bất thiện với hình thức của những ký ức như những điều trần tục bất thiện trong quá khứ. Đó, có nghĩa là thiện phải là thiện, bất thiện phải là bất thiện, chứ ở đây chúng ta không có nên hiểu lầm đánh đồng gì. Đó, cho nên là nó riêng riêng những cái tâm sở kia, tâm những cái chánh tư duy hay chánh kiến thì nó có tâm sở rõ ràng, nhưng mà riêng cái chánh niệm á, chánh niệm tức là tâm sở niệm, nhưng mà tà niệm nó lại là một nhóm những cái tâm bất thiện đi. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái phần này để mình tránh, thì mình hiểu cái việc mà chánh niệm hay tà niệm nó khác nhau. Thì trước khi kết thúc câu trả lời này, nếu mà để hiểu rõ hơn, mặc dù ở đây là sư cố gắng giải thích để cho quý vị nó vắn tắt, quý vị dễ hiểu, nhưng mà có thể quý vị sẽ khó hiểu câu hỏi này, nhưng mà để hiểu rõ hơn thì chịu khó nha, tìm cái quyển giảng giải kinh Động Giảm của ngài Mahasi, sư pháp thông dịch, quý vị sẽ hiểu rõ thế nào là chánh niệm, thế nào là tà niệm, và thậm chí là những cái phần mà Bát Chánh Đạo, Bát Tà Đạo, cho mình hiểu rõ cái đó, đó. Để mình nói chung là cái sự hiểu biết mình nó đúng đắn hơn, chứ mình hiểu theo cái ý mình đó thì nó sai lệch với lời Phật dạy, rất là nguy hiểm thưa quý vị. Đã, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Sư xin lỗi, bị mất tiếng. Thì sư trả lời lại ha. Cái vấn đề là cái người hỏi bị hiểu nhầm. Thôi thì bây giờ sư gom lại, sư trả lời ngắn gọn thôi, tại mất tiếng nãy giờ rồi. Tức là đời sống hàng ngày của người Phật tử
để gọi là có được chánh niệm như trong Bát Chánh Đạo, vị ấy phải thực hành thiền tứ niệm xứ. Với sự suy tư về với sự quan sát đặt thiết là thiết là gọi là xin lỗi. Với sự thiết lập niệm trên bốn đối tượng là thân, thọ, tâm, pháp, dưới cái nhìn thấu đáo của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì khi đó mình mới gọi là có chánh niệm. À, còn những cái quý vị nói ở trên á là nó không phải là chánh niệm trong Bát Chánh Đạo, mà nó thuộc về những cái loại khác ha. Và Đại Đức Tuệ Tường đã phân tích theo A Di Đàm rồi, cho nên chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.